Nhanh tay lên chị ơi, chỉ còn đúng một căn, lô gốc trên đường Trần Hưng Đạo quận 5, chỉ cách mặt tiền chưa đến 20m, với kết cấu 3 tầng, 1 trệt, 2 lầu và 3 phòng ngủ. Giá hiện tại chỉ hơn 3 tỷ mà thôi. Ngôi nhà trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5 giữa lòng Sài Gòn. Nhà đẹp phải là ở ngay, lô gốc cách chỉ vài bước chân. 3 tầng, một không gian quây quần, phòng ngủ ấm êm giấc mơ, hai nhà ấm đầy tiện nghi, ánh sáng tràn hòa ngập đầy. Còn chờ gì nữa bạn ơi, nghìn ba thì cho căn nhà xinh, quận năm hiếm nhà bán đây, ngôi nhà mơ ước cho riêng mình. Lô gốc cùng cửa hậu thông thoáng, ánh sáng ngập tràn khắp nơi. Vị trí đắc địa khôn xiết, bước chân vào là thấy thương. Ba phòng ngủ cho giấc ngủ say, buổi sáng chào đón nắng mai. Cất cấu vững chãi thật vững, ngôi nhà trong ba đời chờ. Còn chờ gì nữa bạn ơi, nhìn ba đi cho căn nhà xinh, quận năm hiếm nhà bán đây, ngôi nhà mơ ước cho riêng mình.